kiên khẩn, khẩn cực kỳ luôn. The enemy Dark Slayer has been summoned. Travelers crossing for the journey home. Sao mà nó mạnh ghê ta? Beyond all personal thoughts. Establish the right path in the human world. Clear and bright, like the glow of the sun. Hay quá tí ơi. Like the glory of the bright moon. Hay luôn. Yuka không ghê, Yuka không ghê. Em úp sao vậy? The sword falls to settle the universe. Kích công này, kích công này, kích công này. Ok, hay quá, quy luôn, quy luôn, quy luôn, quy luôn. Có mỗi con Sultan nó gà. Này đi rồi, này đi rồi. Counting the victories clear and bright, like the glow of the blazing sun. Watch me. Your team has destroyed a tower. Clear and bright, like the glow of the blazing sun. Nhắc mới nhớ, không có hiểu miếng bài hả ta? Ok Phương nha, em cúp tiếp đi, vô sổ đầu bài. Hay biết về nó không có hiệu ứng hay gì vậy? Đây nó có hiệu ứng không? Nó khựng quá, Gina này khựng. Anh em quýnh con Gina lửa lửa kia đẹp hơn á. Con lửa kia nó đỡ khựng hơn. Rồi hạng 2 nha. Nào chơi quýnh dở đi. Câu kéo hạng 2. Đơ vậy. Bay bay. Đúng chim bay bay đó. Vô anh em ơi. Ô chúc quýnh ta. Chúc quýnh ta. Quýnh ta. Quên em nào mở mở lại tắt tiếng nha, anh công nha, anh công nha. Có, em mua hết rồi anh. Quang Huỳnh ơi, mua hết rồi anh. Còn hùng lớp trưởng chưa vô. Mít tình công ồn quá, mít tình công ồn ào quá nha. Công trực tình đi đâu mà ồn. Anh ngồi nhà vệ sinh chơi game hay gì vậy? Mẹ đời ngồi nhà vệ sinh. Phải không? Anh gọi cái video cho mình xem ngồi đâu giờ. Gọi đâu vô đây. Ok em nha, em buồn cả em nha. Không liên quan gì thầy nha. Có con chim bay bay. Nói chung hiệu ứng này nó không đẹp anh em ơi. Nó không đẹp xấu quắc à. Nó không bằng con ID mới ra được. ID mới ra nó mượt, nó đẹp. Con là đẹp. Xấu quá. Đây mình bật mắt setting lên này. Bạn này chưa bán bay hả? Rồi bạn Cường bạn bảo bạn mua của mình 50m à, mình liên hệ bạn thấy bạn lép hết chứ. Mình muốn bán lắm rồi á. Bạn mình gửi số tài khoản rồi mình chưa thấy tiền nè. Bạn làm ăn nhanh chóng với mình cái. Ok Phương nha, Phương cấp học mình Phương ơi. Đi coi phim mình Phương ơi. Đời không có ai học sinh như Phương hết. Giờ nó phải quýnh na nào, win thôi nè. Em xấu hả? Ok. Ok em. Nhìn em thầy nghi quá, đúng rồi á. Làm tí em xấu, bả support đi. Giờ còn 20 á, thôi bay cái gì cũng còn xanh hết à. Bay đặt chuẩn quốc tế luôn á chứ. Có tội đang bị dính cái gậy vàng vàng thôi, không sao. Gậy này gỡ được.
Tự nhiên tao bị cái gậy này mày. Ngó rồi mất gậy chưa? Xem điều kiện. Vẫn bị dính à. Nội dung không nguyên gốc. Ok coi nha. Ừ, kênh bị quýnh gậy. Hình ảnh phản cảm, chủ kênh này. Chủ kênh sau hình ảnh phản cảm lên quá, kỳ. Mang hắc vàng hay mang ấy ta? Ôi, kỹ năng ngon ngon mang hắc vàng đi. Dạo này bắn Yasuo mất cảm giác quá, không quýnh được. Yuma Yuka đừng vậy anh em ơi. Ok Yuma đừng. Ba này tiền hình như mất rồi, anh với mày chạy sao tập. Hình như là mất được á. Bộc phá gì? Bảo mày xài điện thoại vậy chứ vô chậm lắm nha. Tiện bị dính gậy xui ghê á. Nay hơi mệt, nay like nó ít lại xíu. Nay khiêm tốn thật thà tí. Bữa giờ like nó nhiều quá. Hết đi trời ơi mẹ mày. Kênh gì bị bóp. Ngu luôn. Tăng video đần luôn. Ô đó giờ này anh em coi anh em còn thấy bị đơ màng lát đồ không, hết rồi đúng không? Thầy mới nâng cấp tiếng dậy lên đó. Ok nghiêm túc nha, trận này quýnh nghiêm túc cho Phương vào lớp học này nè. Có tướng không phải của mắt đi rồi. Đúng rồi Hùng, like qua OBS chứ. Sao like thẳng được? Một là Streamlabs, hai là OBS. Mà đa số anh em chọn OBS thôi, OBS nó nhẹ hơn Streamlabs. Streamlabs nó nặng lắm anh em ơi. Bởi vì anh em chuyển mấy cảnh, mấy cái chuyển cảnh của Streamlabs á nhìn nó mượt, anh em chuyển qua bên OBS cũng được luôn. Đừng quýnh lá thiết lắm. Ô vẫn cứ được con chim. Ô mẹ mày này không biết né mày. Ô thằng này không biết né thì nè. Thằng này không biết né thì nè. Thằng này không biết né thì nè. Chúng luôn, chúng luôn, yếu siêu rồi. Má gì biết người ta găng kìa anh công ơi, biết người ta găng anh công ơi. Công lên farm chứ anh công không phải lên găng đâu. Bảo biết chơi game Bảo ơi. Má Bảo biết chơi game không Bảo ơi. Hèn bảo tài thì chứ. Hay quá. Hay quá thắng. Ai ai đợi bây giờ anh em ơi. Phải chiếu qua ai đợi bây giờ. Đâu OBS setup dễ mà, anh em setup nhanh mà. Sai đi cô bảo.